Hello chào mọi người nha Rồi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay lại với vấn đề đó là nguyên hàm của hàm số. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dạng thứ tư đó là cho F A tìm F B. Thì dạng này nó cũng khá là đơn giản thôi. Dạng này thì chúng ta tính ra chỉ là nhanh. Tuy nhiên để làm được dạng này thì chúng ta phải nắm được cái định nghĩa tích phân, tức là chúng ta đã học tích phân rồi nha Rồi cụ thể như thế nào chúng ta cũng đi vào phần ví dụ này. Rồi câu số 1 đó là nếu f to của x là một nguyên hàm của hàm số này và nó có điều kiện là f to của 2 nó bằng 1 thì người ta hỏi đó là f to 3 nó bằng bao nhiêu? Thì đây là một cái dạng toán đó là cho f a tìm f b đúng không ạ? Đây là f a đây là f b. Đấy, vậy thì để làm được dạng này thì chúng ta sẽ sử dụng cái định nghĩa tích phân nhá. Đó là tích phân từ a đến b của fx dx thì nó bằng f to của b trừ đi f to của a nhá. Cái này là định nghĩa tích phân này, các bạn phải thuộc nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính cái thằng này này. À, tích phân của thằng này. À, theo cái cần đó là từ 2 đến 3 nhá. Vậy tích phân từ 2 đến 3 của x dx thì theo định nghĩa tích phân nó phải bằng f to của 3 trừ đi f to của 2, đúng không ạ? Thì đây là a này, đây là b này, đúng chưa? Rồi. Mà thằng này thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta dùng bài tính để chúng ta tính này. Con f to của hai thì đề bài nó chó rồi. Vì vậy thì f to 3 chúng ta hoàn toàn có thể tính được nhá. Bằng cách là chúng ta chuyển cái thằng này sang bên này. Đấy. Vậy chúng ta sẽ được như thế này nha Rồi bây giờ chúng ta tính tích phân của thằng này này. Tích phân từ 2 đến 3 của f(x). f(x) là 1 trên cho x trừ 1. Rồi, bằng này. Đấy, bằng 0.693. Và cộng thêm cho f của 2 đúng không? f to 2 này, f to 2 là bằng 1 này. Vậy cộng thêm cho 1. Rồi, vậy thì f to 3 nó bằng thằng này, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào đáp án thì đáp án A là không phải này. Bây giờ thử lên 3 của 2 nào. Lên 3 của 2. Ờ à, không phải luôn đúng không? Không phải này. Lên 2 này. Ờ à, lên 2. Ờ à, không phải này, nó bằng 1.6 693 cơ đúng không? À, vậy thì đáp án là D này. Đúng rồi, công 1 thêm nữa đúng không? Rồi đáp án D. Đấy, cách làm nó khá là nhanh đúng không? Các bạn có hiểu không nhỉ? Rồi đi vào câu số 2 nhá. Rồi câu số 2 thì nó tương tự như câu số 1 thôi, cách làm như vậy. Đây là F3 này, đây là FB này. Vậy A là bằng 0 và B là bằng 3 đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ tính tích phân từ 0 tới 3 của Fx này. Thì theo cái định nghĩa tích phân thì nó sẽ bằng F to của 3 trừ đi F to 0. Rồi. Vậy thì bây giờ F to của 3 nó sẽ bằng tích phân đấy cộng với F to 0 đúng không? đúng không? Chúng ta tính tích phân này tích phân từ 0 tới 3 của fx fx là x này trên cho 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng x rồi bằng này bằng 5 phần 3 cộng thêm gì f0 f0 là bằng 1 đúng không ạ với cộng như 1 này kết quả bằng 8 phần 3 và chúng ta chọn đáp án là đáp án C đấy sau này mà các bạn làm nhanh rồi thì các bạn có thể là lấy tích phân này cộng thêm nhau. F FA luôn đúng không? Đấy, tính cái tích phân này này, sau đó cộng thêm FA. Đấy. Rồi chúng ta đi vào câu số 3 này. Cách làm tương tự nhá. À, đây là a này, a là bằng 0 này và b là bằng pi đến 6 này. Vậy tích phân từ 0 đến pi đến 6 của fx đúng không ạ? Là bằng f của pi đến 6 này trừ đi f to 0 này. Rồi vậy thì uh, bây giờ f to của pi đến 6 nó bằng cái này đúng không? Tích phân này từ 0 đến pi đến 6 này. Trên 6. Đúng rồi. Của sin mũ 3 đúng không ạ? Sin x mũ 3 này. Nhân cho cột x. Bằng bằng 1 phần 6 4. Rồi, cộng thêm như ép to của 0 là bằng uh, 2 đúng không ạ? Vậy cộng thêm cho 2 này. Rồi bằng 129 phần 64. Đáp án là A. Rồi. Đấy, khá là nhanh đúng không? Cô hiểu không nhỉ? <laughs> rồi, đi vào câu số 4 nhé. Rồi, câu số 4 này. Cách làm thì tương tự tư như vậy thôi. À, đây là F A này. Vậy là A là bằng 1 này. Và đây là F B. Vậy B là bằng E nhá, Nhưng mà ở đấy người ta yêu cầu không phải là tính F B, mà là F bình của B. Thì cách làm tương tự tư như vậy thôi. Chúng ta tìm F B sau rồi chúng ta bình phương lên đúng không đấy nó biến đổi đi một tí nhưng mà không sao vậy là bây giờ tích phân từ 1 đến e đúng không 1 đến e của cái thằng này này thì theo thức nó sẽ bằng f to của e trừ đi f to của một rồi bây giờ f to của e nó sẽ bằng chính là tích phân này cộng với thằng này đúng không tích phân từ 1 đến e này rồi của cái thằng căn bạc hai này lên Len x Đúng không Lên x Đóng lại Bình phương này 0,1 Rồi nhân với nhân với à, Lên x Đúng không Lên x Trên cho x Rồi bằng này 0,6 0,9 à, Khá là xấu nha Đúng không Chúng ta công thêm cho Yếp to của 1 Yếp to 1 là bằng 1 3 này cộng cho 1 phần 3 Ồ sai à Sai đâu nhỉ À quên mất chứ Bình Phương đúng rồi Đào đầu thế nhỉ Bạn quyển mất không Bình Phương Bình Phương lên nữa chứ Đấy bạn 8 phần 9 với cho nó bán là, <laughs> là C Đấy nhiều lúc ngu ngu nha <laughs> Rồi Quên mật không Bình Phương Rồi đó là cách làm của chúng ta nhá Nó khá là nhanh thôi Ờ, chúng ta có một dạng nữa đó là dạng uh, Nguyễn Ham của Ham số nhiêu ẩn uh, Tức là dạng tìm A tìm B đấy Hoặc là tìm A tìm B tìm C Đấy cái dạng giống như là câu uh, hai câu này chẳng hạn Thì uh, dạng này thì cách làm nó hơi là khó Thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn 6 cho các bạn nhá Mình sẽ làm một video riêng Rồi gặp lại các bạn trong các video sau Bye bye